Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hôm nay tôi đưa quý vị đến một cái ngôi chùa lẫn lẫn Sơn Trà ở Đà Nẵng. Đây là cái bản đồ của cái chùa lẫn lẫn. Cái chùa này thì mọi người đi tham quan rất là đông. Thì hôm nay chúng tôi đi thì có rất nhiều khách đi tham quan. Đây là cái mặt trước của chùa. Rất là đẹp. Đây thì có một cái hàng ghế rất là dài và ngồi dưới cái bóng mát của cây này rất là to, chỗ này mà quá mát. Cây này đẹp nha, cây màu đỏ đó giống như cái cây Canada cũng có, mà là cái maple leaf phải không, từ từ giống như cây ở Nhật cũng nhiều này. Cây này đẹp đó, cây này lá giống từ từ giống là cơ. Cây này chắc cũng lâu năm rồi nè, cái cột là to dễ sợ. Đứng ở trên này nhìn xuống dưới biển quá đẹp. Hôm nay thì gió cũng hơi to chút xíu. Đây thì có cái đoàn ngồi du lịch hình như người Hàn này, mỗi người họ mua một cái nón Việt hết. Chắc là quý vị có cái tượng Phật Quan Âm rất là cao xuống dưới biển. Ở qua bên kia đẹp không? Hôm nay thì trời thì nó cũng không có nắng mấy, còn có mấy nhiều thì đi thì cũng rất là mát mẻ. Chùa lẫn lẫn Sơn Trà. Đó, mặt trước là của cái chùa này, cái cảnh rất là nhiều và rất là đẹp. Cái sân thiệt là rộng. Ôi mùa trâu lại kia. Rất là nhiều mấy cái tượng. Tượng này hàng Long La Hán. Bên trái này nó có một dãy, bên phải nó cũng có một dãy nữa. Đây là tượng Cự Bác La Hán. Quá đẹp luôn.
trong mấy cái cây nào, mấy cái cây này, cây nào cũng đẹp hết. Nhìn thôi là mê rồi. Đây là cái mặt trước của chùa. Chùa mà nhìn ra cái sân rộng, mấy cây toàn cây đẹp không. Có người châu Á cũng có, người châu Âu, châu Mỹ thì thấy họ đi cũng nhiều. Bên này cũng có một cái dãy tường từ ngoài vô trong giống bên kia. Từng tòa lộc lá hạng. Thấy cây nào cũng đẹp, cây nào cũng đẹp. Cây này chắc cũng lâu nè, cây này cũng đẹp nè. Quý vị đi vào ở bên trong chùa, đi tới chùa, đi vô trong để xem cái ngôi chùa lân ở Sơn Trà. Đây, tập cấp ở trong mấy cái chân, mấy cái cây tốt đẹp, đẹp quá. Thank you.
xin mời quý vị đi ra ngoài để xem chút xíu cảnh ở ngoài. Cái cảnh ở trước mặt của cái tượng Phật Quan Thế Âm. Sầm ở đây thì cộng rồng lắm, cũng đẹp lắm. Trong của cái của tường mà Quan Thế Âm. Tôi xin chào tạm biệt quý vị ở đây và cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hẹn quý vị video lần sau. Thanks for watching everybody. See you guys next video. Bye-bye.